Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần tổng hợp những tin tức quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị lần thứ 3 trong vòng 4 tháng qua bị cáo buộc hình sự trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến cáo buộc ông đã cản trở luật pháp nhằm tìm cách đảo ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Công tố viên đặc biệt Jack Smith cáo buộc ông Trump đã tìm cách đảo ngược thất bại của ông trước đối thủ Joe Biden. Nhiều quan chức Mỹ đã làm chứng rằng ông Trump đã gây ra áp lực đối với họ dựa trên những tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử quy mô lớn. Ngoài ra, những người ủng hộ ông đã tấn công Capitol Hill trong nỗ lực ngăn chặn Quốc hội Mỹ công nhận chiến thắng của ông Biden. Theo cáo trạng, ông Trump đã được triệu tập tham gia một phiên tòa ở thủ đô Washington, D.C. vào ngày 3 tháng 8 tới. Trước đó, vào ngày 27 tháng 7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải đối mặt với những cáo buộc mới cho rằng ông đã cố gắng ngăn cản quá trình điều tra vụ việc nắm giữ trái phép các tài liệu tuyệt mật thông qua âm mưu xóa hình ảnh giám sát dinh thự của ông tại Mar-a-Lago, bang Florida. Các công tố liên bang của Mỹ đã công bố bản cáo trạng mới đối với ông Trump, ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ông Trump bị truy tố hình sự đối với cáo buộc cất giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ sau khi mãn nhiệm và âm mưu cản trở công lý khi tìm cách che giấu tài liệu khỏi các nhà điều tra. Ông là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Thưa quý vị, trong bản cáo trạng đại bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra ngày 1 tháng 8 theo giờ địa phương, buộc tội ông Trump về những nỗ lực nhằm lật ngược cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 trước đối thủ của Đảng Dân Chủ Joe Biden đã đề cập đến vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ vào tháng 1 năm 2020, đồng thời liệt kê 6 đồng phạm giấu tên, bao gồm 4 luật sư, 1 quan chức Bộ Tư pháp và 1 nhà cố vấn chính trị. Bản cáo trạng do công tố viên đặc biệt Jack Smith đưa ra đã buộc tội ông Trump rằng, bằng cách phổ biến những tuyên bố sai sự thật về chiến thắng của mình, chính trị gia này đã tạo ra bầu không khí ngờ vực và tức giận dữ dội trên toàn quốc, đồng thời làm xói mòn niềm tin của công chúng vào việc điều hành cuộc bầu cử. Trong vài giờ trước khi xảy ra vụ tấn công Điện Capitol, ông Trump đã lặp lại tuyên bố sai sự thật rằng đã có hơn 200.000 phiếu bầu bất hợp pháp ở Pennsylvania, mặc dù các quan chức Bộ Tư pháp khẳng định điều đó là thông tin sai lệch. Tại Michigan, ông Trump tuyên bố đã có một cuộc bỏ phiếu bất hợp pháp ở Detroit vào lúc nửa đêm trong cuộc bầu cử năm 2020, mặc dù Chủ tịch Hạ viện và phe lãnh đạo đa số Thượng viện vào thời điểm đó đã bác bỏ điều này. Theo cáo trạng, trong một cuộc điện thoại vào buổi tối xảy ra cuộc bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ, Tổng thống Donald Trump khi đó đã từ chối yêu cầu của cố vấn Nhà Trắng, lúc bấy giờ là Pat Cipollone, nhằm rút lại những phản đối của ông và cho phép Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020. Ngoài ra, các công tố viên còn cáo buộc ông Trump đã nhiều lần trì hoãn và từ chối đưa ra lời yêu cầu những kẻ bạo loạn ủng hộ ông rời Điện Capitol. Cuối cùng, chính trị gia này đã lên tiếng kêu gọi người biểu tình rút lui qua một video được phát vào 4 giờ 17 chiều ngày hôm đó. Bản cáo trạng cũng nhấn mạnh về việc cựu Tổng thống Donald Trump đặt cựu Phó Tổng thống Mike Pence vào tình thế nguy hiểm như thế nào trong ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trong một dòng tweet đăng lúc 2 giờ 24 chiều cùng ngày, ông Trump chỉ trích ông Pence vì đã từ chối can thiệp vào chứng nhận của cử tri đoàn đối với ông Joe Biden. Ông Pence và các cố vấn của ông xác định điều đó là vi hiến nên không ủng hộ ông Trump. Sự việc đã khiến người biểu tình tìm cách tấn công Phó Tổng thống khi đó. Một phút sau khi ông Trump đăng tweet, cơ quan mật vụ Mỹ buộc phải sơ tán ông Pence đến nơi an toàn. Về phần mình, phát biểu sau thông tin ông Trump bị cáo buộc hình sự về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử, ông Mike Pence nói rằng bản cáo trạng hôm nay là một lời nhắc nhở quan trọng, bất kỳ ai đặt mình lên trên hiến pháp không bao giờ được làm Tổng thống Mỹ. Vào ngày 6 tháng 1, cựu Tổng thống Trump đã yêu cầu tôi chọn giữa ông ấy và hiến pháp, tôi đã chọn hiến pháp và tôi sẽ luôn như vậy. Mới đây, vào hôm 28 tháng 7, ông Trump đã bị truy tố về tội cố gắng thay đổi, phá hủy cắt xén hoặc che giấu bằng chứng, xúi giục người khác và cố tình cất giữ tài liệu quốc phòng. Ông hiện đối mặt với 37 tội danh với cáo buộc sở hữu bất hợp pháp các tài liệu mật tại khu bất động sản Mar-a-Lago ở Florida. Ông cũng bị truy tố tại tòa án quận Manhattan vào tháng 4 với 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến cáo buộc trả tiền bịt miệng cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels. Ông Trump đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc trên cho đến nay. Bất chấp hàng loạt cáo buộc trong suốt thời gian qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho rằng ông là cơ hội tốt nhất để Đảng Cộng hòa thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Iowa là một trong 4 bang sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ sớm. Gần như toàn bộ ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa, trong đó có ông Trump, Thống đốc Florida Ron DeSantis, cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đều tham gia.
Họ lần lượt phát biểu trong 10 phút trước khoảng 1.200 khán giả. Cựu Tổng thống Mỹ là người phát biểu cuối cùng. Ông Trump đã liệt kê thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ trước đó, nhắc đến kết quả những khảo sát cho thấy ông sẽ đánh bại Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ và ưu thế trước các đối thủ Cộng hòa khác. Cuộc bầu cử năm 2024 là cơ hội cuối cùng của chúng ta để cứu đất nước Mỹ. Chỉ có một ứng viên và các bạn biết ứng viên đó là ai. Ai sẽ là người hoàn thành công việc này? Thống đốc DeSantis đang thua ông Biden về mọi mặt. Và nếu là tôi sẽ không chọn người như vậy. Trong khi đó, ông DeSantis khi phát biểu trước đó đã tránh nhắc đến ông Trump và chỉ đề cập đến những thành tựu của mình ở vị trí thống đốc Florida. Hiện ông DeSantis được coi là đối thủ đáng gờm của ông Trump trong cuộc cạnh tranh trở thành ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, theo các cuộc khảo sát gần đây cho thấy, ông Trump đang dẫn trước đối thủ DeSantis ở vị trí thứ hai với khoảng cách là 34 điểm phần trăm. Hiện ông Trump đang đối mặt với hàng loạt các bê bối pháp lý, trong đó ông đã bị truy tố liên quan đến xử lý tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng và cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Cựu Tổng thống Mỹ còn đang phải đối mặt với một cuộc điều tra về nỗ lực nhằm thay đổi kết quả bầu cử năm 2020 ở bang Georgia và có thể bị truy tố trong cuộc điều tra về vụ bạo loạn đồi Capitol tháng 1 năm 2021. Mặc dù vậy, ông Trump vẫn khẳng định sẽ không kết thúc cuộc đua vào Nhà Trắng dù bị kết án trong bất cứ cuộc điều tra hình sự nào. Thưa quý vị, giữa bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang triển khai chiến dịch tái tranh cử nhưng lại vướng vào hai phiên tòa, Ủy ban Hành động Chính trị mà ông lập ra để trả các khoản chi phí pháp lý phải thanh toán những hóa đơn khổng lồ cho kiện tụng đã phải dùng cả khoản tiền cử tri Mỹ góp để giúp ông Trump tranh cử và trả cả những chi phí pháp lý cho một số nhân chứng thân cận hoặc làm việc cho ông. Một nguồn tin nắm được tình hình tiết lộ với New York Times rằng chỉ riêng trong năm nay, Ủy ban Hành động Chính trị đã trả hơn 40 triệu đô la Mỹ chi phí pháp lý cho ông Trump và các nhân chứng liên quan. Con số cụ thể sẽ được nêu trong hồ sơ mà Ủy ban Bầu cử Liên bang Save America dự kiến công bố vào ngày 31 tháng 7. Ngoài 40 triệu đô la Mỹ đó, Save America còn chi 16 triệu đô la Mỹ trong 2 năm trước cho các vấn đề pháp lý. Với hai vụ kiện mà ông Trump vướng vào, tổng chi phí pháp lý mà phải chi cho ông trong thời gian đó lên đến khoảng 56 triệu đô la Mỹ. Qua Ủy ban Hành động Chính trị, ông Trump huy động được hơn 100 triệu đô la Mỹ sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ông nói rằng ông đã huy động quỹ này để chống lại những gian lận trong cuộc bầu cử. Các chuyên gia về tài chính bầu cử vẫn chia rẽ trong vấn đề liệu ông Trump có thể tiếp tục dùng Ủy ban Hành động Chính trị để thanh toán những khoản chi phí pháp lý cá nhân hay không khi ông đã trở thành ứng viên tổng thống từ tháng 11 năm ngoái. Đầu năm nay, ông Trump bắt đầu chuyển phần lớn khoản quỹ mà ông huy động được cho chiến dịch tranh cử vào Ủy ban Hành động Chính trị để lấy tiền trả cho các luật sư. Cách làm này vấp phải chỉ trích gay gắt từ một số đối thủ. Cựu Tổng thống New Jersey Chris Christie gọi đây là việc đáng hổ thẹn. Ông cho rằng ông Trump vận động những người phụ nữ và đàn ông trung lưu để họ quyên góp 15 đô la Mỹ, 25 đô la Mỹ, 100 đô la Mỹ vì họ tin vào Donald Trump và họ muốn ông ấy trở thành Tổng thống một lần nữa. Họ không góp tiền để ông ấy thanh toán chi phí pháp lý cá nhân. Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Thượng viện Nga Konstantin Kostachev cho biết Mỹ có thể khiến xung đột Ukraine vào năm 2024 trở nên trầm trọng hơn nếu các ứng cử viên đại diện cho một trong hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cần thêm phiếu bầu liên quan đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm tới. Nhận định về tác động của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đối với xung đột Nga-Ukraine, ông Kostachev nhấn mạnh, đây là một tình huống rất nguy hiểm, bởi người Mỹ không ngại sử dụng chính sách đối ngoại trong cuộc đấu tranh giữa các đảng. Nếu một trong các đảng cảm thấy cần phải leo thang tình hình ở Ukraine để giành được nhiều phiếu hơn trong cuộc bầu cử, họ sẽ làm như vậy. Ông Kostachev cho rằng, hành động của người Mỹ là không thể đoán trước được. Theo vị quan chức này, khi cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ lên đến đỉnh điểm vào năm 2024, nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Nga và Ukraine là hiển nhiên. Ông cũng cho rằng xung đột quân sự sẽ trầm trọng hơn và sự tham gia của các loại vũ khí hạng nặng có thể làm tăng khả năng các bên sử dụng hạt nhân. Ông nhận định may mắn là tình hình chưa đạt đến ngưỡng đó, tuy nhiên nguy cơ đang cận kề rất cao. Bên cạnh đó, ông cho biết thêm, Washington đã thuyết phục Tổng thống Ukraine Zelensky từ bỏ việc đàm phán với Nga vào năm ngoái và hiện các bên không có kế hoạch quay lại con đường đàm phán. Ông Kostachev cho biết các cuộc đàm phán đã bắt đầu vào tháng 3 năm ngoái nhưng đã bị cản trở bởi các yếu tố bên ngoài. Sau đó bằng một sắc lệnh, Tổng thống Zelensky đã cấm chính ông và tất cả giới chức Ukraine tham gia vào cuộc đàm phán. Quyết định này do tác động từ Mỹ.